mấy người định đi đâu vậy? Cha, cha, hai người muốn làm gì? Làm gì hả? Dương bảo tôi hôm nay tới đây để lấy vợ. Lần trước coi như tôi xui xẻo, nhưng mà lần này cho dù ông trời có tới cũng vô ích thôi, đúng không? Cha vợ, ai là cha vợ của cậu? Tôi khuyên cô nên biết điều chút đi, ngoan ngoãn nghe lời tôi thì được ăn ngon mặc đẹp sung sướng cả đời. Nếu không thì đừng trách tôi đối xử tàn ác với hai người. Nằm mơ đi. Ông tránh ra cho tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Buông tôi ra. Cha, cứu con với. Cha, buông tôi ra. Người đẹp, buông tôi ra. Con gái ơi. Cha, mày tránh ra cho tao. Biến ra chỗ khác cho tao. Cha, cứu con với. Cô chạy không thoát đâu. Cứu con. Cha, cứu con với. Anh Bảo ơi, ông ta hét gì mà hét chứ? Hình như ông ta ngủ rồi. Cái gì? Ngủ rồi ư? Cha, cha, tỉnh lại đi cha. Ông già này sao yếu ớt vậy? Anh Bảo, cái này, anh ơi, có người mất mạng rồi. Đừng ồn nữa. Cha tôi bị bệnh tim. Anh đã hại cha tôi. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có nói bậy đấy. Cha tỉnh lại đi. Cái đồ lưu manh đáng ghét này, cậu còn đợi gì nữa chứ? Mau dẫn về thẩm vấn cho đàng hoàng đi. Đúng đó, người đẹp ơi, đi thôi. Thả tôi ra, đi thôi, cha. Cha, thẩm vấn cho đàng hoàng đấy. Đi thôi, cha, đi nhanh lên, buông tôi ra, hai người buông tôi ra. Thả cô ấy ra. Thả ra rồi đấy. Cha, cha tỉnh lại đi. Thứ cậu hán gian các người, tôi đã cảnh cáo hai người rồi mà, không được tới gây sự với hai cha con họ. Hai người không nghe, còn ngày một quá đáng nữa. Hôm nay tôi đây phải xử đẹp hai người. Hảo hán tha mạng, tha cho chúng tôi đi. Hảo hán tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Chúng tôi không làm vậy nữa. Tôi còn có mẹ già 70 tuổi phải nuôi. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tỉnh lại đi cha. Cha, sau này đối với đám cặn bã, anh không được mềm lòng đấy. Lần trước đáng ra anh nên xử họ rồi. Vậy thì ông ấy sẽ... Cô gái, chỗ này nguy hiểm lắm. Cô mau đi theo chúng tôi đi. Tôi không đi. Mau đi thôi. Nhanh lên, không kịp nữa đâu. Tôi không đi. Cha, cha, nhanh lên. Cha, lên xe nào. Tránh ra. Nhị hổ, nhanh lên. Không hay rồi, có lính Nhật, quay vào mau. Mau bắt sống.
bắn mạnh lên cho tôi. Hạ Linh, hai người, mau đưa Doan đi từ cửa sau, nhanh lên tôi yểm hộ cho. Không được, sao có thể để anh một mình ở đây được. Chấp hành mệnh lệnh, mau đi đi. Mang theo hành lý. Mau đi đi, chấp hành mệnh lệnh. Rút lui. Nhanh lên. Bùi trưởng quỷ. Mau đi đi, cứ mặc kệ tôi, đi mau, anh đi đi. Tiểu Đông, mau đi đi, Bùi trưởng quỷ, đi thôi. Xông lên phải bắt sống. Bên này. Bùi trưởng quỷ, anh sao rồi? Tôi không sao. Hành lý đâu? Ở đây, anh yên tâm. Ở đây này. Mau đi thôi. Ở bên này đuổi theo. Vâng. Nhanh lên, đuổi theo. Đuổi theo đi. Bên này. Tránh ra, né ra. Bên này. Đuổi theo. Nhanh lên. Bùi trưởng quỷ. Đồng chí Bùi Sơn. Này Lão Châu. Lão Châu, anh bị thương rồi. Tôi không sao. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Đây là cậu Doan. Đồng chí Doan, chào cậu. Vâng, chào anh. Quân địch sắp đuổi đến nơi rồi, chúng ta mau rút thôi. Đi thôi, chú ý cảnh giác. Nhanh lên. Hay quá, đá hay lắm. Tiểu Hồng, em đã đỡ hơn chưa? Sao lại chạy ra đây? Em đã hứa với chị rồi, là phải phấn chấn hơn, bắt đầu lại cuộc sống. Tốt lắm. Sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Anh Nhị Hổ, anh giỏi võ thật đấy. Anh có thể dạy em được không? Em đi đánh giặc với các anh thì sẽ phải dùng tới. Anh dạy sao? Đang nói chuyện gì vậy? Sao trông vui thế? Chị ơi. Tiểu Hồng. Thanh Nhi, em đến đúng lúc lắm. Tiểu Hồng nói là muốn theo anh học võ. Anh là đàn ông, dạy em ấy không được tiện cho lắm. Hay là thế này, em dạy em ấy đi. Chị ơi, chị dạy cho em đi, em muốn học lắm. Em đừng từ chối nữa. Hai người đều là nữ luyện với nhau cũng tiện. Chị dạy em bây giờ luôn đi. Nhớ không được nhẹ tay đâu đấy. Đi thôi, mau đi, đi thôi nào. Chị mau dạy em đi. Chị ơi. Được rồi. Chuẩn bị. Làm lại nha. Mang theo. Mang theo thứ này. 10 giờ tối ngày kia ở bến phà Tân Hoa. Giúp tôi đón con gái tôi. Con gái tôi tên là Đàm Thanh Nhi. Tiểu Hồng, chị Thanh Nhi. Tiểu Hồng, không sao chứ? Người trong tấm ảnh này là ai vậy? Là cha em. Cha của em sao? Vậy người mà lần trước bọn anh gặp là cha nuôi của em. Người trong tấm ảnh này là cha ruột. Cha em đã đi đánh giặc rồi, cho nên em mới cùng cha nuôi ở lại Thượng Hải sinh sống. Cha em đã hứa với em rồi, đợi chiến tranh thắng lợi sẽ tới đón em về nhà. Nhưng mới đó đã mấy năm rồi mà ông ấy vẫn chưa tới. Thực ra thì kể từ lần trước gặp Lưu Manh, cha nuôi đã nói với em rất nhiều lần, nói muốn đưa em rời Thượng Hải, trở về quê. Nhưng mà em lại sợ lỡ cha về thì sẽ không tìm được em, cho nên em mới không rời đi.
Em luôn tưởng tượng có một ngày cha em oai phong lẫm liệt trở về, tới đón em về nhà. Nhưng mà đều tại em. Nếu như không phải vì em, cha nuôi của em sẽ không. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng này, chuyện đã qua rồi, em đừng quá đau buồn nữa. Chẳng phải em đã gặp được bọn anh rồi sao? Từ giờ bọn anh sẽ là người nhà của em. Em yên tâm, sau này bọn chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh Nhị Hổ. Cất kỹ vào nha. Vâng, được rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nào, đi thôi. Đại tá, đến giờ bọn người Dương Nhị Hổ vẫn chưa chịu ra ngoài, cũng không biết là tình hình đang là thế nào. Ngài đại tá, ở khắp các lối ra vào Tô Giới đều không phát hiện hành tung của đám người Dương Nhị Hổ. Báo cáo đại tá, thông qua điều tra phát hiện kẻ liên lạc ở hiệu sách chính là tên cộng sản ở tiệm trà Ít Đô, đã bị lọt lưới lần trước. Người phụ trách tên là Bùi Sơn, nhưng mà lại để hắn chạy thoát rồi. Là thuộc hạ thất trách. Dương Nhị Hổ, đây chính là kết cục của cậu. Dù cho tôi có bị mất chức, tôi cũng phải trừ khử cậu cho bằng được. Nhị Hổ, Nhị Hổ này, Nhị Hổ, anh đang nghĩ gì thế? Gọi mấy lần luôn đó, hồn để đi đâu vậy? Thanh Nhi, có chuyện này anh phải nói với em. Chuyện gì vậy? Ban nãy anh nhìn thấy tấm ảnh trong đồng hồ của Tiểu Hồng. Người trên bức ảnh là Lão Đàm, cũng tức là Lão Đàm chính là cha ruột của Tiểu Hồng. Vậy tại sao vừa nãy anh lại không nói cho em ấy biết? Anh nói với em ấy thế nào được đây? Cha nuôi của em ấy vừa mới qua đời, khó khăn lắm tâm trạng mới tốt lên được. Bây giờ Lão Đàm là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cuộc đời của em ấy. Bây giờ anh nói cha ruột của em ấy cũng đã mất, sau này em ấy sống thế nào đây? Theo sát tôi, nhanh lên. Nấp đi. Lão Đường, đáng ghét. Tiểu Hồng, mau đi thôi. Nói mau, là ai đã phái anh tới? Không nói là tôi bắn anh đấy. Tôi nói mà, để tôi nói.
là đại tá Okamura. Ai đó, nhị hổ. Anh không sao chứ? Anh không sao. Mọi người không sao chứ? Không sao. Nhị hổ, sao cậu lại biết có người phục kích chúng ta? Tôi đã nhìn thấy lão Đường. Lão Đường sao? Cái tên bán nước này. Được rồi, nếu quân địch đã bắt đầu hành động, khi phát hiện bọn chúng vẫn chưa quay về, nhất định sẽ không để yên, sẽ còn phái người tới nữa. Nhị hổ, bên ngoài có nhiều đặc vụ lắm. Tiểu Hồng, gọi điện báo cảnh sát đi, nói là nhà Doan có trộm. Được. Đã lâu vậy rồi, sao bọn họ còn chưa quay lại đây nữa? Đừng ngay ra đó nữa, thu dọn đồ đạc đi. Chỉ cần lính tuần tra tới thì chúng ta rút lui. Được, không xong rồi, không xong rồi. Sao thế, bọn chúng đã cắt dây điện thoại của chúng ta rồi. Cái gì? Mọi người theo tôi. Đi thôi. Vào trong trốn tạm đi. Lát nữa sẽ có người giúp chúng ta báo cảnh sát. Trưởng ban, làm sao bây giờ? Hình như bên trong gặp chuyện rồi. Tiểu hiệp, đại đội trưởng Lê, chúng ta sẽ đi cửa chính. Trại chủ Hồ, công Tôn Vũ, hai người dẫn Thanh Nhi và Tiểu Hồng đi cửa sau. Sau khi rời khỏi Thượng Hải, đi thẳng đến cửa hàng Sơn Hóa ở Tiểu Côn. Đừng quên ám hiệu đấy. Được. Nhị hổ, anh hứa với em, nhất định sẽ sống sót về gặp em. Đi thôi. Lên. Nhanh lên. Cản bọn chúng lại. Ngồi vững vào nhé. Dừng xe. Mau, mau lên. Đuổi theo đi. Đi thôi. Cháy rồi. Có hỏa hoạn. Vợ ơi, em mau gọi điện báo cảnh sát đi vợ ơi. Có chuyện gì vậy? Không xong rồi, rút thôi. Nhanh lên. Khẩn trương. Mau dập lửa đi. Nào. Bên này nữa. Nhanh lên. Bên này. Nhanh lên. Qua bên này. Đi thôi, qua đó xem sao. Đại tá, ngài không thể đi, bên đó nguy hiểm lắm. Đại tá, nhanh lên. Bên này. Đội tuần tra kéo tới đông quá, không thể để chúng biết thân phận của chúng ta được. Là kẻ nào? Đứng yên, rút. Đuổi theo. Đừng chạy, đứng lại. Bên này. Bao vây. Mau bao vây bọn chúng. Người đâu? Đâu hết rồi? Tôi hỏi anh, người đi đâu hết cả rồi? Bao vây, lên.
Đứng yên. Đứng yên. Bỏ súng xuống mau. Bỏ súng xuống. Đại tá Okamura, muộn vậy rồi. Anh còn ở đây làm gì? Là anh đã phóng hỏa phải không? Phiền anh theo tôi một chuyến, giải về. Đi mau. Sao anh cũng tới đây? Chúng tôi gặp phải người của phòng tuần tra, bị bọn họ chặn lại. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, nên đã bảo các anh em rút về đây. Còn anh thì sao? Đáng ghét. Nhất định là do Dương Nhị Hổ dở trò. Tôi cũng gặp tình huống giống y như anh vậy. Hỏng rồi. Xem ra chúng ta lại trúng kế của Dương Nhị Hổ rồi. Đại tá đã về chưa? Báo cáo. Vẫn chưa. Đi thôi. Nhanh nào. Tốt quá rồi. Đã cắt nuôi được bọn chúng. Chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Nhóm của anh Nhị Hổ đánh lạc hướng quân địch, bọn họ sẽ không sao chứ? Yên tâm đi. Nhị Hổ thông minh lắm. Chắc anh ấy đang lo chúng ta không đến kịp. Tôi thấy bây giờ nơi này vẫn chưa an toàn lắm đâu. Chúng ta phải rời khỏi Tô Giới trước đã. Đi thôi. Bên này, được, đi thôi. Đại tá, thanh tra của chúng tôi có công vụ phải xử lý. Tôi cũng phải quay về ghi chép, không tiễn anh nữa. Đại tá, ngài không sao chứ? Đại tá, anh sao rồi? Ai có thể giải thích cho tôi chuyện này rốt cuộc là sao không? Đám người phái đi xử lý Dương Nhị Hổ đâu rồi? Đều đã tử vong. Đúng là một lũ ăn hại. Tại sao lính tuần tra và lính cứu hỏa lại tới? Thưa đại tá, nhà doanh bốc cháy, là hàng xóm đã báo cảnh sát, vậy nên mới xuất hiện lính tuần tra và lính cứu hỏa. Dương Nhị Hổ nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. Chuyện này đám tuần tra đó không tránh khỏi liên quan. Phòng tuần tra lại dám phái nhiều lính tuần tra như vậy. Lẽ nào là Trịnh Văn Kiệt đang chơi tôi sao? Cầm tiền của tôi rồi lại âm thầm phá hỏng chuyện của tôi. Dám chơi tôi sao? Nhanh lên. Xem ra chúng ta đã cắt đuôi được bọn chúng. Chắc là chúng ta an toàn rồi. Đi thôi. Tới núi Tiểu Côn. Được. Tránh ra mau. Tránh ra. Mau tránh ra. Mau tránh ra cho tôi. Không xong rồi. Quân địch đang tới. Hỏng rồi. Nhất định là bọn chúng đang nhắm vào chúng ta. Mau rút thôi. Đi theo tôi. Rút. Thái quân Akasaka. Là Dương Nhị Hổ. Dương Nhị Hổ đấy. Bắt sống cho tôi. Đuổi theo. Mau đuổi theo. Anh sao vậy? Cẩn thận. Chân anh sao rồi? Chỉ là vết thương cũ thôi. Các anh cứ mặc kệ tôi. Mau đi đi. Tôi không thể bỏ anh lại đây. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Lão Tống, ông dẫn mọi người đi trước. Tôi yểm hộ cho. Không được. Có đi thì cùng đi. Nghe lời tôi đi. Nhanh lên.
nhanh. Tiến lên, nhanh lên. Đừng do dự nữa, quân địch kéo tới rồi, mau đi thôi. Dương Nhị Hổ chạy rồi, Dương Nhị Hổ đã bỏ chạy rồi. Dương Nhị Hổ, đuổi theo. Đuổi theo. Cẩn thận. Đợi đã. May mà quân địch không đuổi kịp. Sao Nhị Hổ còn chưa qua đây nữa? Lão Tống, ông mau đi xem sao. Chẳng thấy có ai ở mấy dặm gần đây cả. Vậy Nhị Hổ đi đâu rồi? Lão Tống, ông chắc chắn là không nhìn thấy Nhị Hổ chứ. Tôi vô cùng thông thuộc con đường này, thị lực rất tốt. Đừng nói là người, cho dù là con thỏ tôi cũng nhìn thấy. Vậy chúng ta phải tìm Nhị Hổ chứ. Phải đấy, không thể bỏ anh ấy lại được. Chúng ta đi tìm anh ấy thôi. Ông biết đường thì dẫn đường đi. Không được. Vết thương của anh, vết thương của tôi không sao. Tìm người quan trọng hơn. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau đi thôi. Được. Đi thôi, cẩn thận đấy. Nhanh lên. Bên này. Lên. Tiến lên. Bắn. Xông lên cho tôi. Nhanh lên. Đi thôi, nhanh lên. Thiếu tá Akasaka, anh xem, đây nhất định là súng của Dương Nhị Hổ. Không sai, đúng là súng của hắn ta. Không phải hắn ta cùng đường nên ngã xuống đó rồi chứ. Mấy trò vặt vãnh này mà đòi làm khó tôi sao? Thiếu tá Akasaka, anh nhìn đám cỏ phía dưới đi. Tuy là có dấu vết bị đè, nhưng rõ ràng không phải là người lăn xuống. Nhất định là Dương Nhị Hổ vẫn còn ở đây. Tốt lắm. Lục soát thật kỹ. Ai bắt được Dương Nhị Hổ sẽ được thưởng lớn. Rõ. Lục soát, mau lục soát đi. Chia ra tìm kiếm, lục soát thật kỹ cho tôi. Tìm thật kỹ vào. Dương Nhị Hổ, Dương Nhị Hổ ở đây này, mau tới đây. Anh đứng lại cho tôi, đứng yên.
Đuổi theo. Dương Nhị Hổ. Đây là dấu chân của người Nhật. Chúng đã đi qua bên đó. Một đống lính Nhật đuổi theo một mình Nhị Hổ. Liệu anh ấy, dù thế nào cũng phải qua đó xem sao. Đi thôi, đi nào. Cẩn thận đấy. Có lính Nhật. Mau trốn đi. Được. Tên Dương Nhị Hổ này chắc là ngủ rồi. Chắc chắn là ngủ rồi. Vách núi đó cao tới như vậy, thần tiên lăn xuống còn ngủ nữa là hắn. Bọn chúng nói cái gì vậy? Không biết nữa. Bọn chúng nói Nhị Hổ đã lăn xuống vách núi ngủ rồi. Cái gì? Khỉ gió, ông đây liều với chúng mày. Tiểu Hiệp, đừng manh động. Đừng nghe bọn chúng nói bậy. Nhị Hổ cùng chiến đấu với chúng ta bao lâu nay cũng không bị gì cả. Tôi không tin anh ấy dễ dàng ra đi như vậy. Đúng vậy, Nhị Hổ từng nói mình có tới 9 cái mạng. Chừng nào chưa thấy thi thể của anh ấy thì tôi sẽ không tin là anh ấy đã hy sinh. Đúng vậy. Bất luận là có chuyện gì, chúng ta cũng phải tìm anh ấy. Đúng vậy. Đi thôi. Đi nào. Đi. Đi thôi. Đi. Nào, đi thôi. Nhanh lên. Nhị Hổ. Nhị Hổ ơi. Nhị Hổ. Dương Nhị Hổ. Anh ở đâu? Dương Nhị Hổ. Nhị Hổ ơi. Nhị Hổ. Anh đang ở đâu? Dương Nhị Hổ. Nhị Hổ ơi. Dương Nhị Hổ. Anh ở đâu? Nhị Hổ. Dương Nhị Hổ. Anh đang ở đâu? Bên các cậu sao rồi? Không tìm thấy. Bên tôi cũng không. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Chỉ dựa vào ba chúng ta thì khó tìm lắm. Hay là quay về doanh trại trước đi. Đại đội trưởng Lê, không tìm được Nhị Hổ, lúc chúng ta về biết nói với bọn họ thế nào đây? Phải ăn nói với cô Đàm thế nào? Cũng chỉ có thể nói thật thôi. Hay là
Chúng ta tìm thêm lần nữa đi. Tôi thấy thế này, chúng ta cứ về doanh trại trước để đại đội trưởng cho phái thêm vài người cùng nhau qua đây tìm. Có như vậy thì cơ hội tìm thấy mới lớn hơn. Dùng sức coi. Từ từ thôi. Nhị hổ, chúng tôi đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Cơ sở sinh hóa Nhật Bản đã có thể xác định được vị trí của nó, nên cấp trên bảo chúng tôi nhanh chóng rút khỏi hiệu sách Thượng Hải, tới Xà Sơn liên lạc với đại đội trưởng Châu. Lẽ nào đây chính là căn cứ bí mật của người Nhật ở Xà Sơn, số 63? Tôi tới ngay. Thái quân, mọi người, khi làm việc ở đây, phải ghi nhớ mấy điều này. Đầu tiên là phải nghe lời. Thứ hai, mỏ đá và ký túc xá là khu vực hoạt động của các cậu. Những nơi khác, không ai được tiến vào hết. Tất nhiên nếu các cậu làm tốt, các cậu còn có thưởng nữa đấy. Các cậu đã rõ chưa? Rõ rồi. Số 63, anh dẫn bọn họ đi làm đi. Rõ. Nào mọi người, đi làm việc thôi. Không biết thì phải học hỏi người khác. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên, số 63. Thái quân, trông chừng bọn họ cẩn thận. Nếu như bọn họ có gì chưa biết thì anh dạy bọn họ cách làm. Vâng. Thái quân đi thong thả, tạm biệt Thái quân. Đừng có nhìn lung tung nữa. Người thông minh không sống lâu ở đây được. Bọn người Nhật này lấy đá để làm gì chứ? Mình phải nhanh chóng làm rõ mới được. Tất cả nghe đây. Chia làm hai đội. Đội phía trước là lực lượng chủ lực của chúng ta, do các chiến sĩ Tân Tứ Quân đảm nhiệm. Đội phía sau là đội dự bị, bao gồm mấy người các cô. Chúng ta đều đi đánh giặc mà cũng phân trước sau nữa hả? Được rồi anh Hồ, anh đừng nói nữa. Đại đội trưởng Lê, thế này là sao chứ? Dựa vào đâu mà bọn họ đánh chủ lực, coi thường chúng ta đấy hả? Tiểu Hiệp, đừng nói linh tinh. Anh ấy sắp xếp như vậy cũng đúng. Bọn họ hàng ngày đều huấn luyện chung với nhau, phối hợp với nhau sẽ ăn ý hơn. Chúng ta nghe mệnh lệnh đi. Đại đội trưởng Lê nói đúng đấy. Bây giờ chúng ta đã ở trong bộ đội thì phải phục tùng mệnh lệnh. Đội phía trước và đội phía sau sẽ đi cách nhau chừng 2 dặm, hành quân bí mật. Không ai được phép bại lộ đường đi của mình. Có hiểu rõ chưa? Đã hiểu. Đồng chí Bùi Sơn, anh phụ trách đội sau. Rõ. Lần này chúng ta nhất định phải phối hợp thật tốt. Tôi hiểu rồi. Đội phía trước, nghe khẩu lệnh của tôi. Bên phải quay. Đi đầu, bước. Được rồi, các đồng chí còn lại, mọi người chú ý. Chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn doanh địa gọn gàng. Chúng ta không được để lại dấu vết gì hết. Nửa tiếng sau xuất phát. Đến giờ ăn rồi. Đến giờ ăn rồi đó. Mọi người đi ăn cơm thôi. Đi thôi. Xếp hàng vào. Đến giờ ăn rồi. Cảm ơn. Đồ ăn được quá nhỉ. Được ăn màn thầu, còn có cả thịt nữa. Đồ ăn ở đây ngon hơn hẳn ở nhà luôn. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Cảm ơn.
Ngon thật đấy. Anh bạn, anh mới tới sao? Chưa từng ăn màn thầu ngon tới vậy đúng không? Các anh em này, hôm nay tôi vừa mới tới. Lúc mới tới tôi còn giật cả mình cơ. Anh nói xem, bọn đồ ăn của Hoàng Quân cũng ngon đấy. Có thịt có rau, còn có cả màn thầu nữa. Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn màn thầu đấy. Thế này đã là gì chứ? Chuyện tốt còn ở phía sau nữa cơ. Anh nói rõ hơn đi, lương tháng là 2 đồng đại dương. Thật sao? Làm tháng nào thanh toán tháng đó. Thứ đãi ngộ này, tôi không hưởng được nữa rồi. Sao thế? Anh phải đi hả? Số 44, anh không biết đâu. Số 55 sắp về quê lấy vợ rồi đấy. Thật sao? Chúc mừng anh. Chúc mừng cái gì? Nếu không phải nhà tôi ép tôi về quê, còn lâu tôi mới bỏ công việc này. Làm thêm chừng nửa năm, tôi về quê làm địa chủ cũng được nữa. Mọi người xem đi, chị dâu của các cậu đấy. Vợ tôi đấy, có đẹp không? Đẹp lắm. Anh ấy suốt ngày cứ khoe vợ với chúng tôi. Chúng tôi toàn là lũ độc thân. Anh không sợ chúng tôi cướp vợ của anh sao? Cậu biến đi. Được rồi. Ở đây 10 người thì có 8 người độc thân. Còn có những người chẳng có cha mẹ họ hàng gì hết. Trong nhà còn có người thân thì ai sẽ tới đây làm việc chứ? Anh này, không đến mức như anh nói đâu. Anh xem, ở đây cũng tốt lắm mà, không phải sao? Có rau, có thịt, có màn thầu, còn có 2 đồng đại dương nữa. Hoàng Quân, đâu có đáng sợ như bên ngoài nói đâu chứ. Không tốt với các người một chút thì các người làm gì có sức mà làm việc cho họ. Số 63, anh tên gì vậy? Cậu hỏi làm gì? Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Ăn cơm nào. Các đồng chí nhanh lên. Chính là chỗ này. Các đồng chí, tranh thủ thời gian xây dựng chiến hào ở khu vực này. Hành động. Dạ vâng. Đi thôi. Mọi người dựng đi, tôi nghỉ tí đã. Tiểu Hiệp, anh sao thế? Mọi người xem, ở đây có con đường nào để đi đâu? Có cái gì mà phải mai phục chứ? Tôi nghe đại đội trưởng Châu nói rồi, đội trinh sát thường xuyên tới đây trinh sát. Anh ấy bảo chúng ta dựng chiến hào ở đây. Có cái lý của anh ấy. Chúng ta tranh thủ làm việc đi, đừng tốn thời gian nữa. Anh có nghe Hạ Linh nói không? Đứng lên. Sao các người lại ngu ngốc quá vậy? Ở đây toàn là cỏ hoang không, mình mai phục ai chứ? Tiểu Hiệp, tôi cũng từng đi lính. Tôi chỉ biết mệnh lệnh của cấp trên là phải phục tùng vô điều kiện thôi. Đây là đánh giặc không phải trò đùa. Hiểu chưa? Anh Tiểu Hiệp, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Đằng nào thì chúng ta cũng là đánh người Nhật mà, đúng không? Đi thôi, cùng đi đào hầm thôi. Các người nghe xem, Tiểu Hồng nói chuyện hay biết bao. Nếu ban đầu các người nói như vậy, còn lâu tôi mới thèm cãi lại đấy. Tiểu Hiệp, vừa nghe Tiểu Hồng gọi một tiếng anh Tiểu Hiệp là anh sướng đến nỗi quên mất họ mình là gì luôn. Anh biến đi. Cũng đâu phải là Hạ Linh gọi đâu. Nói gì vậy chứ? Không có gì hết. Đi thôi, nhanh lên. Được rồi, đi thôi. Đứng dậy nào, nhanh lên. Nhanh lên nào, đi theo họ. Đào sâu thêm nữa. Đào sâu lên. Nhanh tay lên.
Các đồng chí, chiến hào đã được xây xong. Toàn thể ẩn nấp. Các người nhìn gì đó? Không được nhìn. Mau làm việc đi. Không được dừng lại. Mau làm việc đi. Đâu ra tiếng súng vậy? Đừng có hỏi nhiều. Mau làm việc đi. Nè anh, chỗ này không phải là công trường sao? Sao lại có tiếng súng chứ? Rốt cuộc là có an toàn không vậy? Có biết tại sao tôi sống được đến giờ không? Tại sao? Tại vì tôi không nhiều chuyện như cậu. Được rồi đó, phía trước mau kéo đi. Được thôi, đi nào. Số 63 này nhất định không đơn giản như vậy. Rốt cuộc anh ta có lai lịch gì? Đại đội trưởng, hỏa lực của hầm trú ẩn phía trước mạnh quá. Báo cho đội đánh bom chuẩn bị phá hủy chỗ này cho tôi. Vâng. Đại đội trưởng, phim được dịch. Tiến lên, phá hủy nó. Vâng, đi thôi. Những người khác chuẩn bị, yểm hộ. Xông lên. Mọi người xông lên. Rút lui. Có chuyện gì vậy? Đại đội trưởng, hầm trú ẩn của quân địch kiên cố quá, chúng tôi phá không được. Báo cáo tiến sĩ Taguta, có chuyện gì? Phát hiện tân tứ quân ở bên cạnh căn cứ, bọn chúng đang tấn công về phía căn cứ chúng ta. Nhưng mà, đã bị hầm trú ẩn của chúng ta chặn ở bên ngoài rồi. Dựa vào vũ khí cổ xưa của bọn chúng thì căn bản không phá nổi trận địa của chúng ta. Không, Ono, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, chúng ta không thể khinh địch được. Cậu mau dẫn binh đi chi viện đi, phải tiêu diệt hết đám tân tứ quân này. Vâng. Nhanh lên. Đại đội trưởng, đội của quân Nhật kéo tới rồi. Bắn họ cho tôi. Chúng ta cứ ở đây đợi hả? Phía trước nổ súng rồi kìa. Cũng không biết sao rồi. Được rồi, anh đừng nói nữa. Đừng lên tiếng. Cứ tiếp tục thế này thì thương vong sẽ lớn lắm. Báo cho mọi người lập tức rút lui, yểm hộ, rút lui. Rút. Xông lên. Tiêu diệt bọn chúng cho tôi. Tiểu Hồng, em có sợ không? Em đừng lo. Chú ý đừng để bại lộ là được. Mọi người chú ý, quân Nhật đang tiến tới. Bắn.
Cô Đàm, Tiểu Hồng, Hạ Linh, ba cô đưa các thương binh rút lui đi. Đồng chí Bùi Sơn, tôi bắn súng tốt để tôi ở lại, phải đấy cô ấy có thể ở lại. Hạ Linh, Tiểu Hồng rút trước đi, chăm sóc các thương binh. Được, Tiểu Hồng, đi thôi. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Hạ Linh, mau nằm xuống. Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp ơi. Mã Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp ơi. Anh Tiểu Hiệp, anh Tiểu Hiệp ơi. Mã Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp, anh Tiểu Hiệp. Tôi sẽ không tha cho các người. Mã Tiểu Hiệp, anh sao rồi? Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Anh phải cố lên, anh ráng lên đấy. Chúng tôi sẽ đưa anh về doanh trại ngay. Mau đưa anh ấy đi đi, Diễm Hộ. Anh Tiểu Hiệp, có sao không? Anh Tiểu Hiệp, cán cứu thương đâu? Nhanh lên, cán cứu thương. Anh cố gắng lên, nhanh lên. Cẩn thận đấy, từ từ thôi. Đi thôi, đi nhanh lên. Nhanh lên. Tiểu Hiệp, cố gắng lên. Đồng chí Hạ Linh, đồng chí Tiểu Hiệp bị thương rồi. Anh ấy bị thương rất nặng. Vậy các cô đi trước đi. Người đâu? Hộ tống họ về căn cứ. Vâng, chúng ta đi thôi. Mọi người đi từ từ thôi. Cẩn thận, chú ý an toàn. Chúng ta mau chi viện cho đồng chí Bùi Sơn. Các đồng chí ơi, hỏa lực của họ mạnh quá. Chúng ta rút lui thôi. Rút lui, đi thôi. Nhanh lên, đi lối này. Nhanh lên. Đồng chí Bùi Sơn, Lão Châu, anh đây rồi. Các đồng chí đã rút về hết chưa? Rút về hết rồi. Quân địch đang tấn công tới đây. Vậy anh đưa các thương binh đi trước đi. Nhanh lên, chỗ này cứ giao cho tôi. Được, đi thôi. Các đồng chí, chuẩn bị chiến đấu. Ẩn nấp đi. Đợi quân địch lại gần rồi bắn. Bắn. Mọi người cẩn thận, có mai phục. Rút lui, toàn thể rút lui. Đừng đuổi theo nữa. Bọn tân tứ quân này không đơn giản chút nào. Bọn chúng tiến lui có trình tự, nhìn là biết có huấn luyện kỹ càng. Chúng không giống đang rút lui bỏ chạy. Lẽ nào cứ để bọn chúng chạy thoát như vậy sao? Bọn chúng đang dụ mình đấy, muốn lừa chúng ta vào trong vòng vây. Nếu thật là như vậy, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Trưởng quan, quá là anh minh. Mọi người rút lui, rút lui. Cậu nói là chỗ này sao? Phải, bọn chúng đã tấn công từ chỗ này. Sau đó thì rút lui bằng đường này. Tiến lui rất có trình tự, không chút hoảng loạn. Tôi nghi ngờ bọn chúng còn có âm mưu khác, giống như đang dụ chúng ta vậy. Ono, cậu làm tốt lắm. Chỉ cần đánh lui được kẻ địch là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu không cần phải mạo hiểm với chúng. Nhưng mà tôi cảm thấy đám người này nhất định là có âm mưu gì đó. Lần này bọn chúng không thành công, bọn chúng nhất định sẽ còn tấn công lần nữa. Vậy nên khoảng thời gian này cậu phải thật tỉnh táo cho tôi, tăng cường phòng ngự xung quanh chỗ này, không được để quân địch có bất kỳ cơ hội nào. Vâng. Vũ khí siêu cấp sắp thành công rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Vào lúc này
không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì. Vâng, đúng rồi. Đám công nhân cậu vừa tuyển vào sao rồi? Bọn họ không vấn đề gì hết. Đám người này ngu xuẩn lắm. Họ thật sự tin vào tờ khế ước đó, hoàn toàn không biết chính mình đã thành con cá ở trên thớt rồi. Nếu như không phải bọn họ quá ngu xuẩn thì sao lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cơ chứ? Anh Tiểu Hiệp, anh phải ráng lên. Tiểu Hiệp, cố gắng lên. Tiểu Hiệp, cố lên. Anh cố gắng lên. Nhanh lên. Tiểu Hiệp, anh phải cố lên. Hạ Linh, Tiểu Hiệp, anh đừng nói nữa. Anh giữ sức đi. Không được, giờ mà không nói thì không còn cơ hội nữa. Dừng lại. Anh Tiểu Hiệp, Mã Tiểu Hiệp, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi? Hạ Linh, Mã Tiểu Hiệp tôi là một người cô đơn lẻ bóng. Tôi có thể đỡ đạn cho cô. Cô không biết là tôi vui tới mức nào đâu. Tôi biết mà. Anh đừng nói nữa. Anh có đau không? Để tôi đưa anh về doanh trại, sau đó lấy đầu đạn ra ngoài. Không cần đâu. Nói thật thì tôi thật sự rất đau đấy. Nhưng mà có cô ở đây, tôi đỡ hơn nhiều. Giúp tôi gọi đại đội trưởng Lê tới đây. Mọi người mau đi, gọi Lê đại ca đến đây. Vâng. Đại đội trưởng Lê mau tới đây. Đại đội trưởng Lê. Tiểu Hiệp, tôi tới đây. Đại đội trưởng Lê tới rồi. Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp ơi, đại đội trưởng Lê. Công Tôn Vũ, Hồ đại ca, cả đời này có thể làm anh em với mọi người là tôi thấy đáng lắm. Tiểu Hiệp, anh ráng lên. Hồ đại ca, tôi ở đây, tôi muốn nghe anh gọi tôi một tiếng. Người, anh em Tiểu Hiệp, người anh em Tiểu Hiệp, anh em tốt của tôi. Công, Công Tôn Vũ, Tiểu Hiệp, trước đây khi nói chuyện với anh, tôi lúc nào cũng chọc tức anh. Anh đừng giận nha. Không đâu, tôi không giận đâu Tiểu Hiệp. Hạ Linh, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Cô có từng thích tôi không? Tôi biết tôi không xứng với cô. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn sẽ thích cô. Đại đội trưởng Lê, cả đời này của tôi chưa từng
chưa từng cầu xin ai hết. Tôi chỉ cầu xin anh một chuyện thôi. Anh nói đi. Anh giúp tôi cài lên, cài lên cho Hạ Linh đi. Cầu xin anh đấy. Cô, đẹp lắm. Tiểu Hiệp, tỉnh lại đi. Tiểu Hiệp, Tiểu Hiệp ơi, Mã Tiểu Hiệp, Mã Tiểu Hiệp ơi, Tiểu Hiệp, Mã Tiểu Hiệp. Công Tôn Vũ, Tiểu Hiệp, người anh em của tôi. Tiểu Hiệp, Mã Tiểu Hiệp. Phim được dựng không phải là thật đâu. Và lồng tiếng tại Yfim TV. Đây không phải sự thật. Số 44, cậu định làm gì nữa vậy? Số 63, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, cậu không thể để mai rồi hỏi sao? Ngày mai người đông phức tạp lắm, không tiện đâu. Rốt cuộc là cậu muốn hỏi chuyện gì? Mau hỏi đi, tôi hỏi anh. Rốt cuộc là anh đã biết những gì về nơi này rồi? Không phải ban ngày, tôi đã nói với cậu rồi sao? Nếu muốn sống lâu,
thì hãy làm nhiều nói. Sao cậu lại không nghe tôi chứ? Rốt cuộc cậu là ai? Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi. Cậu lừa ai chứ? Sao đây? Anh không tin sao? Còn anh đấy, rốt cuộc anh là ai? Hồi chiều tôi nghe anh còn biết tiếng Nhật nữa. Tôi cũng chỉ là người dân bình thường thôi. Tôi là nông dân. Nông dân? Anh định lừa ai chứ? Tập hợp, mau dậy đi. Mọi người mau dậy đi. Nhanh lên. Mọi người dậy đi. Nhanh lên. Đến giờ tập hợp rồi. Mọi người nhanh lên. Nhanh lên nào. Thái quân, mọi người nhanh lên. Các cậu nhớ kỹ đây, khiêng hết mấy cái thùng trên xe này tới nhà kho số 6. Cứ theo màu sắc của nhãn dán trên thùng mà phân rõ ra, không được nhầm lẫn đâu đấy. Các cậu nghe rõ chưa? Rõ rồi, nghe rõ rồi. Được, làm việc đi. Đẩy xe qua đây đi. Nào anh, lên đây đi. Kéo xe qua đây. Nhanh lên, nhanh chân lên. Không lẽ cái này đều là nguyên liệu của vũ khí sinh học sao? Mình nhất định phải tìm hiểu rõ. Lấy thêm một cái nữa đi. Nào, kéo đi. Được, kéo đi đi. Nhanh lên. Đi thôi, mọi người nhanh lên nào.